Quý cô bác anh chị, cho em Thắng xin một tràng pháo tay dành cho MC và một trong những leader tại thành phố Thanh Hóa sẽ kết nối và lan tỏa Akiro của chúng ta đến với mọi người trong thời gian sắp tới. Và lời đầu tiên em Thắng xin chân trọng xin chào quý cô bác anh chị và quý đại biểu, ban lãnh đạo và đặc biệt hơn nữa là Hoa hậu Hồ Nguyễn Kim Sĩ, một lời chào trân trọng nhất. Ngày hôm nay là ngày thứ hai bạn Thắm được hiện diện tại Vĩnh Yên. Và cho em Thắm giao lưu chút xíu là bao nhiêu trong số tất cả các cô chú, anh chị ở đây đã biết em Thắm ạ? Cho em Thắm xin một tràng pháo tay. Và cũng tầm khoảng 30%. Biết ơn tất cả các anh chị đã hiện diện ở đây. Và chúng ta là một trong những người, đúng không ạ? Một trong những người luôn luôn biết yêu thương bản thân, đúng không ạ? Biết yêu thương bản thân. Mà khi chúng ta yêu thương bản thân rồi thì chúng ta mới yêu thương được người khác, đúng hay rất đúng ạ? Dạ. Và cho anh Thắm hỏi là bao nhiêu cô chú anh chị đi từ Thái Nguyên lên đây ạ? Chúng ta wow, tuyệt vời quá. Biết ơn tất cả các cô chú anh chị đã dành thời gian. Và còn hơn xa hơn nữa là ở tỉnh nào ạ? Thái Nguyên. Ở đây thì Vĩnh Phúc rồi. Có Hà Nội. Dạ. Bắc Ninh có không ạ? Biết ơn tất cả các cô chú anh chị đã hiện diện ở đây. Và em Thắm là xin giới thiệu chút xíu, em Thắm cũng là một trong những người con của tỉnh miền Bắc, đó là tỉnh Ninh Bình. Và em Thắm sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hơn 30 năm nay. Khi biết tới Akiro và em Thắm đón nhận Akiro bằng một cái niềm tin, đó là luôn luôn biết ơn vợ chồng chị Nguyệt và anh Tuấn đã trao cho em Thắm cơ hội với Akiro ngày hôm nay. Và biết ơn người đã mang Akiro về Việt Nam cho chúng ta, đó là Hoa hậu Kim Sĩ. Và khi em Thắm gặp được vợ chồng anh Tuấn và Hoa hậu Kim Sĩ, em Thắm nhận lời để lan tỏa đồng hành Akiro này đến với bà con của chúng ta một cách tốt nhất. Trong thời gian sắp tới, chắc có lẽ là quý cô chú anh chị sẽ nhận được rất rất nhiều giá trị từ sản phẩm Akiro mang lại cho chúng ta một cách tốt nhất. Và chắc chắn một điều rằng quý cô bác anh chị ngồi đây với thời gian quý báu của mình ngồi đây thì cô chú anh chị sẽ nhận được ngoài giá trị sản phẩm để mang về sức khỏe cho chúng ta, mang về sức khỏe cho gia đình chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận được rất rất nhiều giá trị về gì ạ? Về tài chính. Bao nhiêu cô chú anh chị thích chúng ta luôn có sức khỏe? Ai cũng thích ạ. Dạ. Còn một vài cô chú chưa thấy giơ tay. Chúng ta hay giơ tay rồi. Và bao nhiêu cô chú anh chị chúng ta thích vừa có sức khỏe, vừa có tài chính và xinh đẹp, đúng không ạ? Vậy thì ở Akiro sẽ cho tất cả chúng ta những điều đó. Và biết ơn quý cô bác anh chị rất là nhiều. Hồi nãy quý cô bác anh chị đã được nghe về những dòng sản phẩm vô cùng tuyệt vời và kết hợp những công nghệ cao đưa ra những dòng sản phẩm để chúng ta có thể đón nhận và chúng ta có thể dùng, đúng không ạ? Và đồng thời lãnh đạo Tuấn cũng đã chia sẻ cho chúng ta về quyền lợi khi chúng ta được dùng. Vậy thì ngày hôm nay, ngoài cái tri ân của tập đoàn mang đến cho tất cả quý cô bác anh chị, khi chúng ta mua 100 đô, quý cô anh chị ạ, bây giờ chúng ta đến Akiro là chúng ta sẽ luôn khỏe. Và khi chúng ta khỏe rồi thì chúng ta sẽ, đúng không? Chúng ta luôn luôn có những năng lượng nhất định nào đó để làm sao giúp cho những người xung quanh của chúng ta cũng nhận được giá trị như vậy. Vậy thì hồi nãy anh chị có thấy không? Hoa hậu Hồ Nguyễn Kim Sĩ đã nói với chúng ta là chúng ta phải trở thành những nhà triệu phú, đúng không? Chúng ta phải trở thành những nhà triệu phú và phải trở thành những nhà lãnh đạo 1 triệu đô ở tại Akiro. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ngồi đây chúng ta cam kết điều đó? Nếu chúng ta mong muốn thì chắc chắn đối với em Thắm và tất cả ban lãnh đạo ở đây sẽ cam kết đồng hành cho tất cả các anh chị trong thời gian sắp tới, được hay rất được ạ? Dạ. Và chúng tôi sẽ cam kết điều đó để cho làm sao Akiro sẽ phát triển không phải một tỉnh mà trên 62 tỉnh thành, và đặc biệt hơn nữa là chúng ta sẽ lan tỏa ra khắp thế giới nữa.
Điều đó sẽ giúp mang về cho chúng ta một giá trị vô cùng đặc biệt. Và ngày hôm nay khi anh chị bỏ ra 100 đô, 100 đô nếu mà nói ra thì bao nhiêu tiền Việt Nam ạ? Hơn 2 triệu thôi. Vậy thì em thắm tính, nếu như cô chú anh chị nào bỏ ra 26 triệu tương đương 1.000 đô, quý của bác anh chị lấy được bao nhiêu hộp sản phẩm về ạ? Được bao nhiêu? 20 hộp. 20 hộp, tuyệt vời. Biết ơn chị, rất là nhớ. Chúng ta lấy sản phẩm về rồi thì chúng ta được tập đoàn trên lại bao nhiêu nữa ạ? 3.000 đô. 3.000 đô, chị tuyệt vời. Tương đương bao nhiêu tiền Việt Nam chị? 75 triệu. Thật tuyệt vời. Có công ty nào, có tập đoàn nào và có nơi nào khi chúng ta sử dụng sản phẩm mà chúng ta lại được tài chính của ta tăng lên chưa ạ? Vâng. Đó là cái giá mà khi anh chị và cô chú trời thì mưa mà lạnh mà vẫn dành thời gian quý báu của mình đến đây thì chắc chắn một điều quý của anh chị sẽ nhận được giá trị vô cùng từ Akiro mang lại. Và ngày hôm nay ngoài cái quà tặng của tập đoàn thì chắc chắn một điều là quý quá sẽ được tặng thêm những món quà vô cùng giá trị dưới 1 tỷ đồng. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị muốn nhận điều là món quà này ạ? À? Thì em thắm xin mời tất cả các cô chú anh chị lên sân khấu để chúng ta đăng ký gói nào cũng được. Đúng không? Từ 100, 500, 1.000, 5.000 hoặc là 10.000 gói nào cũng được. Và chắc chắn một điều quý quá anh chị sẽ được tặng những phần quà vô cùng quý giá ngoài cái phần thưởng mà tập đoàn đang chi ân cho chúng ta. Em thắm sẽ xin dành cho 5, 6 quý của anh chị, xin mời ạ. Dạ dạ, xin mời cô ạ. Ngoài cái việc mà ngày hôm nay cô chú anh chị đăng ký 100 đô cũng được và quý của bác anh chị sẽ được tặng một món quà vô cùng giá trị trên 1 triệu và dưới 1 tỷ. Trên 1 triệu và dưới 1 tỷ. Dạ vâng. Chào chị. Lại được gặp chị. Dạ. Ai không lên hôm nay là sẽ hối hận đấy ạ. Sau ngày vâng, đến với Akiro bản thân. Dạ vâng. Chắc có lẽ là tất cả sân khấu của chúng ta luôn ạ. Dạ, cô chú, quý cô chú anh chị, chúng ta có thể lên, chúng ta chụp hình và chúng ta có thể đặt cọc cũng được. Đúng không ạ? Chúng ta có thể đặt cọc cũng được để chúng ta được trải nghiệm sản phẩm. Được trải nghiệm sản phẩm từ nước ngoài mang về. Dạ. Vâng ạ, xin mời ạ, xin mời tất cả các cô chú ạ. Cái này là chắc phẩm lãnh đạo Nguyệt. Lãnh đạo Nguyệt và lãnh đạo Tấn phải chuẩn bị. Dạ vâng. Rồi còn cô chú anh chị nào nữa mà ngày hôm nay là duy nhất em thắm và tất cả ban lãnh đạo có một món quà tri ân trên 1 triệu đồng và dưới 1 tỷ. Còn ngày mai là sẽ hết. Anh quý cô bác anh chị có thể đăng ký. Đúng, đăng ký để lấy quà hoặc chúng ta đặt cọc một vài trăm gì đó chúng ta cũng vẫn sẽ nhận được quà được. Vâng. Và khi cô chú anh chị dùng sản phẩm rồi chắc chắn một điều chúng ta đã có kết quả và ban lãnh đạo sẽ giúp cho cô chú anh chị kiếm được thu nhập ở trong Akiro này không phải là 20 triệu, 30 triệu hoặc là 50 triệu, 100, 200 triệu tùy thuộc vào cô chú anh chị thích thu nhập của mình bao nhiêu. Akiro không hạn chế. Chủ tịch tập đoàn của chúng ta là đúng không? Thường chúng ta này, thường chúng ta là gì ạ? Chúng ta cầu trời để cho chúng ta đạt được kết quả, nhưng mà chủ tịch tập đoàn của chúng ta giống như là ông trời vậy, đang cho chúng ta rất rất là nhiều thứ quan trọng, chúng ta có nhận hay không ạ? Dạ, em nắm xin kính mời quý của anh chị nào nữa, chúng ta có phải dạng lên. Dạ rồi. Vâng, tiêu dùng mà lại gọi là đầu tư về sức khỏe, đầu tư về sức khỏe cộng với là tài chính. Dạ rồi. Cho chị xin một tấm ảnh. Rồi, em xin một tấm ảnh cùng với cô. Dạ. Rồi em xin mời chị.
Chị Sơn, chị Sơn đúng không? Sơn đây chị tính. Quyết tâm cô chú ạ, chúng ta vừa khỏe vừa đẹp bây giờ. 1, 2, 3. Khô khỏe đẹp giàu. Khỏe đẹp giàu. 1, 2, 3 chị phải đẹp giàu nhá. 1, 2, 3 khỏe đẹp giàu. Ok ạ. Rồi, em xin mời cô chú anh chị qua bên kia mình đăng ký để làm lấy quà. Dạ. Qua bên bàn quay là mình đăng ký luôn. Để ban tổ chức còn nắm được thông tin để có thể chi ân quà cho cô chú. Biết ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều. Dạ, em xin cảm ơn chị rất là nhiệt tình. Vâng, lần đầu tiên thì tầm khoảng là trên dưới 100 quý cô bác anh chị. Nhưng mà lần sau khi ban tổ chức về thì em thấm muốn mỗi cô chú anh chị chúng ta sẽ chia sẻ những cái điều tốt đẹp này đến với 1, 2 người bạn của chúng ta. Và chúng ta sẽ phun cả cái hội trường này, được không quý cô anh chị? Vâng, và biết ơn quý cô anh chị rất là nhiều trong ngày hôm nay. Và em thắm xin chắc có lẽ tới giờ trường. Ở đây thì em thắm thấy là toàn những cô chú đã có tuổi và những bạn trẻ thì rất là ít. Em thắm có một câu muốn gửi lại, gọi là gửi đến quý cô bác chị. Chúng ta là những con người Việt Nam và sức khỏe, chúng ta biết sức khỏe luôn luôn là số 1. Vậy thì khi chúng ta có tiền, chúng ta có tài chính, nếu như chúng ta không có sức khỏe thì chắc chắn chúng ta sẽ không làm được một cái gì tốt đẹp đến với chúng ta. Anh em giúp em đang hỗ trợ dùng. Dạ rồi, vậy cuối cùng em thắc xin trân trọng biết ơn quý cô bác anh chị rất là nhiều và chúc cho chúng ta có một buổi trưa tràn đầy năng lượng và dùng một bữa trưa thật là ngon miệng. Xin cảm ơn quý cô bác anh chị rất là nhiều. Vâng, cảm ơn chị Thắm rất là nhiều và em cũng xin chúc chị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, càng ngày càng xinh đẹp và luôn luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, chắc hẳn rằng là chúng ta cũng đang rất là nóng lòng và chúng ta sẽ đăng ký danh sách tại bàn phía bên tay trái tại chỗ chị Minh Nguyệt. Và sau đây thì xin được mời một người cũng rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Chị là một trong những người mà để giúp cho chúng ta có một cái sự kết nối vô cùng là tuyệt vời. Chị đang là một trong những người mà ngày đêm thầm lặng, âm thầm chia sẻ với những khát khao cháy bỏng của lan tỏa Agro tại thị trường Vĩnh Phúc. Chị chính là một người cầu nối rất là tuyệt vời trong buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đây, Lĩnh xin mời Gold Member Agro Việt Nam tại thị trường Vĩnh Phúc, chị Ngọc sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả chúng ta. Xin mời chị ạ. Vâng, hãy dành cho leader của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vâng, kính thưa các vị đại biểu, thay mặt cho ban lãnh đạo Cai Agro Việt Nam, thưa Hoa hậu Hồ Nguyễn Kim Sĩ là một đại sứ thương hiệu Agro toàn cầu, giám đốc Agro Việt Nam. Kính thưa các anh chị, các cô chú đại diện cho các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, cùng toàn thể các cô chú là đối tác, là các doanh nghiệp đại diện trên các tỉnh thành đã đến tham dự sự kiện giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh với tập đoàn quốc tế Agro Việt Nam ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho em Ngọc xin được kính chúc toàn thể ban lãnh đạo công ty cùng các cô, các chú, các anh, các chị có mặt trong sự kiện hôm nay lời chào trân trọng nhất. Vâng, hôm nay tôi rất vinh dự và tự hào tại thị trường Vĩnh Phúc đã được đón cơ hội Agro Malaysia. Sự có mặt của Hoa hậu Hồ Nguyễn Kim Sĩ là một niềm vinh dự cho tôi. Tôi đã đón nhận cơ hội tuyệt vời này và mong muốn được lan tỏa cơ hội này tới toàn thể người dân trên cả nước.
Một lần nữa tôi xin được gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo công ty Agro Việt Nam cùng các leader và các quan khách mời đã có mặt trong sự kiện hôm nay. Tôi mong muốn được lan tỏa cơ hội này với toàn thể cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc và toàn quốc và trên thế giới các quốc gia bạn. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt của các đại biểu và các cô chú anh chị. Vâng, thật là tuyệt vời. Và sau đây trong cái thời gian để chúng ta chuẩn bị, nhà hàng chuẩn bị bữa tiệc bữa buổi trưa và các thành viên chúng ta đăng ký danh sách thì sẽ có một tiết mục vô cùng là tuyệt vời của các cô, các chị mà mình thấy rằng là từ sáng mọi người đã mặc những trang phục rất là đẹp. Và sau đây chúng ta có hào hứng để chúng ta được nhìn và được tận hưởng một đoàn gì ạ? Đoàn múa đúng không ạ?